em hello. Take it, one, two, let's get it. Ai xem mùa này, ai yếm mùa này, để lệ trên khóe mi cay. Bao năm chờ đợi cứ tưởng được rồi, lại mùa sau tiếc thôi. Từng là một đội 18 lần vua nước Anh, để rồi chờ mong khắc khoải. Chưa bao giờ gần chiến thắng ấy như lúc này. Từng hơn City 9 điểm, gớm đã đút ngay mồm vẫn để hạt rơi. 9 bay điểm trong tay mà Lip vẫn về nhì. Vua phá lời hai người và thu môn hay nhật dài na. Ôm nốt luôn danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc luôn. Ấy thế nhưng vô địch vẫn của người ta. Ngày cúp bước ra đi nước mắt ấy biệt ly. Biết trách ai bây giờ nà, thôi trách anh Man xanh đi. Đã quá hay thăng nhiều vô địch là cực xứng đáng luôn. Pep Guardiola thành tích dài thênh thang Tây Ban Nha rồi đến Đức, giờ anh cũng phải hoang mang. Gửi tặng chen tình yêu cỏ dại, đá vật vờ sau vẫn ở lại top 3 mà chẳng hiểu tại vì ai. Chắc xuất C1 và chung kết của C2. À ơi câu hát u này cần những lời khuyên. Ác bu thẳng mình và số 4 chẳng còn duyên. Đời đành phiêu bạc vì chẳng được chi nhiều tiền. Đành cố vô địch C2 để kiếm vé tiếp. MU ở nơi quê phòng, nửa mùa bỗng nhiên thay chồng. Và tô má em thêm hồng, cứ thắng liên tục, cứ thắng liên tục. Mà vui chẳng được mấy ngày, càng đá cứ thấy càng hài. Rồi sau cứ thua với hòa, top 4 xa rồi, ôi vỡ tan rồi. Thôi đành chờ ô lễ quyết dẹp hết loạn và đưa MU trở lại. Nhìn bốn đội Anh chung kết hai giải châu lục, MU ngậm ngùi top 6. Ôi top năm nay thật quá tốt và hay. Tuy top 4 thôi nhưng ghi dấu ấn mãi đậm sâu. Son đã hay vô cùng và tim đã như lên đồng na. Chung kết của C1 đi vào lịch sử của tốt gà. Xa cách nhau thật rồi Cardiff và Fulham. Ngày em bước ra đi nước mắt ấy biệt ly. Northwich sẽ phiêu trở lại, giọt quê vẫn phải chờ na. Nốt những trận play off xem đội nào được chơi năm sau. Vậy là chúng ta khép lại một mùa giải hơi hơi hài. Một năm bóng đá Anh được rạng rỡ từng bừng xưng bá châu lục. Liverpool tuy cũng hơi buồn nhưng chung kết của C1 mà ăn cúp to mang về chắc sướng quên luôn, chắc sướng quên luôn. Và chúng ta đã khép lại một mùa giải 2018-2019 của ngoại hạng Anh với rất nhiều dấu ấn. Và khá là tiếc khi Liverpool lại tiếp tục phải ca bài ca năm sau là của chúng ta.